Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Tiếp tục là những video nhận định kèo bóng trước trận đấu. Video này thì mình sẽ nhận định trận đấu diễn ra giữa câu lạc bộ Bournemouth và câu lạc bộ Aston Villa diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 6 tháng 8 2022 theo giờ Việt Nam. Trận đấu trong khuôn khổ Premier League vòng loại số 1 và trận đấu này sẽ được diễn ra tại sân vận động Vitality, sân nhà của câu lạc bộ Bournemouth. Kèo chính của chúng ta trong trận đấu này đó là Aston Villa được đánh giá là kèo trên với tỷ lệ khớp chấp là 0.25, kèo tài xỉu đó là 2.5. Kèo sẽ được nâng lên hạ xuống tùy tình hình biến động của trận đấu. Trước khi đi vào nhận định thì anh em hãy cho mình một like, một subscribe và đấm ấn nút chuông theo dõi để đón chờ những cái video nhận định kế tiếp của mình nhé. Rất cảm ơn anh em. Hai đội Bournemouth và Aston Villa là hai cái đẳng cấp khác nhau. Bournemouth mùa trước họ chơi ở đấu trường Championship và sau những màn đua đầy kịch tính thì sau 46 lượt trận họ có 88 điểm và đứng ở vị trí thứ hai. Với cái thành tích này thì họ đã được lên đấu trường Premier League đá ở mùa giải 2022-2023. Một cái thành tích có thể nói là khá tốt của Bournemouth, tuy rằng được đánh giá là kèo dưới vượt của Aston Villa. Aston Villa cũng là một đội bóng có cái thành tích tốt ở đấu trường Premier League 2021-2022. Sau 38 lượt trận thì Aston Villa có 45 điểm và đứng ở vị trí thứ 14. Cũng không gọi là vị thuộc gọi nói chung là gọi thuộc cái vị trí khá là an toàn khi mà không rơi vào ba cái đồng chí rớt hạng là Burnley, Watford và Norwich. Với cái thành tích này thì Aston Villa được tiếp tục chơi ở đấu trường Premier League, đấu trường cao nhất của nước Anh. Aston Villa họ cũng gọi là vừa chiêu mộ một số cái bản hợp đồng mới khi mà mùa giải đang chuẩn bị bắt đầu. Huấn luyện viên Steven Gerrard cũng có thay đổi một số các cái nhân sự. Điển hình như là đá chính đá thòng ấy, cao nhất có lẽ là bản hợp đồng mới từ Barcelona đó là Philippe Coutinho. Tí mình sẽ review cho anh em coi. Bước tới trận đấu ngày hôm nay thì thành tích của hai đội tuyển có thể nói là khá tốt. Bournemouth thì họ lại thua hai trận đấu gần đây. Trước đó thì họ lại không có để thua trận nào. Có 3 thắng, 1 hòa và 2 thua trên tổng số 6 trận đấu. Riêng Aston Villa thì đang giữ một phong độ có thể nói là hủy diệt khi mà 6 trận đấu gần đây thì họ chỉ có 1 trận thua, 1 trận hòa và có tới 4 trận chiến thắng. Một thành tích có thể nói là khá tốt của hai đội tuyển. Hai đội gặp nhau ở đấu trường Premier League, trận đấu gần nhất là 2020 bởi vì 2021 là Bournemouth bị xuống hạng mất rồi. Bournemouth đánh bại Aston Villa với tỷ số 2-1 và gần như là chúng ta thấy gần như là Bournemouth luôn luôn đánh bại Aston Villa nhiều hơn là thì phải. 2015 thì bị đánh ngược lại thôi. Thì chúng ta thấy được rằng kèo được đưa ra là Aston Villa được đánh giá kèo trên bởi vì thực sự mà nói những thời gian gần đây thì Aston Villa chơi khá là hay. Còn Bournemouth thì cũng không phải là một đội bóng không dễ chịu khi mà ở đấu trường Championship họ đứng ở vị trí đầu tiên cơ. Anh em đứng vị trí thứ hai, nãy mình có mới cập nhật xong. Hai đội vừa trải qua một số trận đấu trong khuôn khổ giao hữu. Bournemouth để đại diện của Tây Ban Nha Real Sociedad đánh bại tỷ số 2-1 và để đàn em của mình chơi ở đấu trường League One là Brighton City đánh bại với tỷ số 1-0. Còn Aston Villa thì có một trận đấu đáng chú ý nhất đó là với Man U ở đất Úc ngày 23 tháng 7 mà cầm hòa nhau tỷ số 2-2, một thành tích khá tốt của Aston Villa khi mà con quỷ đỏ đang gọi là khá là hung dữ đánh bại cả Liverpool với tỷ số 4-0 mà Aston Villa có thể cầm chân được nó cũng gọi là giỏi rồi ha. Kèo này thì chắc mình dự kiến rằng Aston Villa có chiến thắng nhẹ nhàng tình cảm trước Bournemouth thôi. Chúng ta xem đội hình ra quân của phía huấn luyện viên Steven Gerrard. Đây bản hợp đồng mới nhất Philippe Coutinho chuyển từ Barcelona. Đấy, bản hợp đồng lên tới 20 triệu euro. Một thành tích có thể nói là khá tốt của Bournemouth và sở hữu cho mình những đội hình khá là trẻ. Tiền đạo đá cao nhất thì chúng ta cũng có thấy một số cái tên trong cái trận mà gặp với Manu, đó là Joaquin này. Rồi phía bên tay phải có Dani Inic, đá giữa đó là Philippe Coutinho. Thủ thành bắt chính vẫn là Martinez. Rồi mấy cái tên này thì cũng không có rảnh lắm. Có Aaron Ramsey, nhưng mà Aaron Ramsey này là Aaron Ramsey mới, còn trẻ chứ không phải Aaron Ramsey của Arsenal ngày xưa. Đá ở lứa U23 Aston Villa mới lên, chỉ giá 1,1 triệu euro, khá là trẻ, sinh năm 2003. Dự kiến vậy thôi. Fulham, à, đây là Fulham, đây mình gõ lại trận này là đó là Bournemouth đúng không? Bournemouth thì cũng không có rành lắm. Bournemouth không có rành tên cầu thủ lắm, ít xem. Đấy, Dominic, cái thằng đồng chí này chuyển từ đâu qua đây? À, đá từ Liverpool 2017 này, sao cái này tên này không biết, không thấy là sân mấy? À, sinh năm 97 còn khá trẻ. Để thông tin như vậy thôi. Kèo này chắc mình dự kiến rằng Aston Villa sẽ có chiến thắng 1-0 và chỉ cần 1-0 thôi là chúng ta có commission rồi ha.
Đấy là nhận định của mình trong trận đấu này. Anh em có ý kiến gì để lại bình luận sau video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.